Rất vui nha các bạn. Thank you.
sẽ cho bột vô, mình sẽ tháo một cánh nó ra và mình cho bột vào trong cái cánh này. Xếp lại như cái hình dạng đầu này. Để cho một vài cái này rồi, bây giờ chuẩn bị xịt nha. Ngày xưa thì hay dùng phấn bảng để mà mình cho vô, nhưng bây giờ mình mua đại một bịch bột luôn cho nó được nhiều. Bịch bột này cũng rẻ thôi mà, nó là bột năng thôi, mình xài được rất lâu, còn một phấn là mất công phải đập nó ra. Chưa có người em bị sẽ đấy lộc quá đâu. Con bé nó rất vui khi nó